Antanas Dumbbell Curl. Đây là một bài tập rất tốt cho cơ tay trước bằng Water Dumbbell. Đối với cơ tay trước thì đây là một bài free weight 100%. Nó sẽ mang lại những cái hiệu quả rất tích cực cho nhóm cơ tay trước. Đối với phụ nữ khi mà tập bài này thì có thể là chọn tư thế ngồi hoặc tư thế đứng đều được, tại vì mức tạ dành cho phụ nữ nó không đòi quá cao, mà chủ yếu là ở số lần lặp lại là tương đối nhiều, từ 10 trên 10 lần, trên 10 lần lặp lại trong một set. Thì khi các bạn xuống là thẳng tay, lên là vuông góc, bạn cứ nhớ hai điểm đó thôi, xuống thẳng tay, lên vuông góc, nhưng mà không có thẳng tay 100%, tức là cù chỏ mà lúc nào cũng phải cong một tí xíu để giữ cho cái cơ tay trước nó căng ra, nó vẫn kích thích tại cái điểm đó, không có thả lỏng hoàn toàn. Nhưng mà đối với nam giới khi tập bài này là một cái sự kích thích rất là khác, mức tạ rất là nặng, thì bạn tập nó sẽ đòi hỏi nó phải có trang bị cái dây quấn cổ tay để cho khi bạn lên tạ như thế này, cái cổ tay của bạn nó chịu được cái áp lực của khối lượng tạ, nó không có đau. Và đây là một bài free weight nên khi bạn tập á, khi bạn đứng tập thì cái người bạn nó lên lắc lư một tí xíu để mình tập động tác nó tốt hơn. Và khi lên các bạn xoay cái lòng bàn tay vào, khi xuống thì thả lòng bàn tay ra, thì đó là một cái cách tập rất tốt cho cái nhóm cơ tay trước đó. Thì các bạn nhớ là lên vuông góc thôi, không lên quá cao, lên quá cao thì cơ tay trước nó sẽ mất độ kích thích. Khi lên thì xoay lòng bàn tay vào. Và khi các bạn có một cái chú ý nhỏ là bạn lên bên nào thì cái mắt bạn nhìn qua bên đó để cho cái sự tập trung nó tốt hơn. Còn bạn tập và bạn nhìn đâu đó thì độ tập trung của bạn không thể nào chiến thắng được mức tạ nặng ở cái bài này cả. Thì đây là một bài tập rất là quan trọng cho cơ thể trước. Cũng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.